chịu, khúc xuống này đẹp quá luôn mọi người ơi. Cầu đời 1. Rồi, chiều quay lại khu nhà trong này. Mình sẽ quýnh ngay chỗ cái điểm hôm qua mình câu cá. Test cái bung đầu tiên. Lần đầu tiên xuất trận luôn mọi người. Chiều đẹp quá. Giống lẩu đi câu kiếm cá ăn quá. Trời đẹp ghê chưa? Không biết có cá không? Nguyên khúc suối yên bình, chiều nghe quất kêu mọi người. Có con chim chim khách màu đen đó, bài kêu đó. Chiều trời đẹp quất kêu đã ghê không mọi người ơi, đã quá. Nãy giờ ngồi quay phim còn chưa đi đặt luôn. Trời đã quá. Đấy, nay quốc anh này là mình đang còn ba làm hôm, ba vô hết mấy phần còn lại mình chỉ đang thôi, sắp ra mình thô đặt coi đặt điểm ở đây hoặc là đằng kia, giờ để xuống mình dò cái đã. Trời, cá táp mới đi thăm dò xong ướt hết nha em à. Lên cây chưa cắm luôn mọi người. Thấy trời chiều đẹp quá. Ngồi quay phim với chụp hình luôn. Giờ là ngoài sớm. Thôi thì đi cắm rồi. Cắm cây cái đã. Rồi lát mới đặt xong. Sau khi cắm thử chỗ này nhưng mà cứng quá mọi người. Rồi đi xuống tới kia. Giờ mình mang xuống kia mình cắm. Tối mất rồi. Gần mọi người ơi, anh chị xa quá. Rồi, xuống cho mò vô thôi. Định mang hai cái mới ghê chứ. Trăng lên luôn, đặt từ lúc chiều mà giờ trăng lên luôn ha. Ủa, trăng đâu? Cái đó là sao? Đây, trăng đây. Rồi, về. Tắm rửa ăn cơm, giảm mang. Hẹn ngày mai nha mọi người. Trời sáng nha mọi người, anh em đi xem kết quả sổ số kiến thiết gì kia. Mấy cô nhiệt tình vậy, dân nào nữa phải không? Quá trời cò luôn. Ôi nhiều ghê, bảo không con.
vẫn còn bung luôn. Khởi động đi anh. Hả? Khởi động làm nóng rồi đi chứ xuống dập bể chưa? Không, chỗ ta cạn. Đúng không anh? Trời, không có cá đâu mà. Không có con cá hả? Nhục, không bị quẩy luôn. Trời ơi, vẫn còn cá môi luôn. Không có cá. Cá môi còn y luôn mà. Hồi tới mấy chị em dự đoán hai con, ba con. Không, không có con nào luôn. Tán thiệt luôn. Đúng là. Người. Nhưng mà không sao. Anh em quen lâu rồi. Cái này bị hoài biết quen. Cái vấn đề hôm nay là cũng biết tại do cái nguyên nhân do đâu nữa, nhưng mà thôi không cần, mai mốt chúng ta lại gầy dựng cuốn tiếp. Ổn cái chuyến đi là cái khung cảnh quá đẹp mà không có con cá nữa luôn. Này đi trễ một chút nữa bình minh lên đẹp nè, đông nè, hết mày luôn. Thôi, hẹn mọi người một cái sự thất bại kế tiếp nhé.